lùm xùm khởi tố, ông Nguyễn Quốc Toàn sẽ từ nhiệm chủ tịch Nam A Banh. Nam A Banh vừa phát đi thông cáo cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình ông Nguyễn Chấn, 96 tuổi và ông Nguyễn Quốc Toàn, chủ tịch hội đồng quản trị Nam A Banh, con ruột ông Nguyễn Chấn. Bằng thông cáo này, Nam A Banh khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi nữ doanh nhân Tư Hưởng, cổ đông sáng lập Nam A Banh, vợ ông Nguyễn Chấn mất. Đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Banh, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam A Banh, một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành, văn bản của Nam A Banh khẳng định. Đồng thời, trước sự việc này, người có liên quan trực tiếp là ông Nguyễn Quốc Toàn đã ủy quyền cho một phó chủ tịch thường trực chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc thay thế. Ông Toàn cho biết sẽ từ nhiệm để tập trung xử lý các tranh chấp nội bộ của gia đình, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Nam A Banh cũng như quyền lợi của khách hàng. Hy vọng những tranh chấp này sẽ được làm sáng tỏ và xử lý triệt để trong thời gian tới, ông Toàn cho hay. Trao đổi với phóng viên Dân Trí qua điện thoại chiều 22 tháng 6, ông Trần Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc Nam A Banh xác nhận thông tin này. Ông Tâm cho biết, giữa những tranh chấp này, ngân hàng vẫn tăng trưởng ổn định và chinh phục thành công kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Nam A Banh cam kết thể hiện sự chuẩn mực, minh bạch trong hoạt động và đang tăng trưởng tốt. Chúng tôi cam kết đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông cũng đảm bảo sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ, ông Tâm nói. Trong khi đó, ông Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Nam A Banh cho biết, việc ông được ủy quyền điều hành ngân hàng này đã nằm trong lộ trình cách đây vài tháng, và nay mới công bố. Về vụ lùm tranh chấp cổ đông tại Nam A Banh, luật sư Nguyễn Văn Trương, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là tranh chấp dân sự có tính nội bộ, xuất phát từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn đã hơn 80 tuổi nhưng không hiểu sao lại được hình sự hóa. Cũng trong chiều 22 tháng 6, xuất hiện đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp ghi ngày 27 tháng 5 năm 2019, từ ba người con của ông Nguyễn Chấn với bà Trần Thị Hường, người sáng lập tập đoàn Hoàn Cầu là Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân. Ba người con này tố ông Nguyễn Quốc Cường, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy và cha ruột mình là ông Nguyễn Chấn về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Công Quang, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.